Chào cả nhà nha. Bữa nay lên chơi với cả nhà. Chào cả nhà gặp em. Cả nhà mình vui vui, mình cũng vui vui. Chào cả nhà nha. Bữa nay lên ghi hình. Chào cả nhà gặp gỡ cả nhà chơi cho vui. Cả nhà thấy em không? Chào cả nhà hết nha. Hôm nay trời hé một chút nắng, cũng có gió nhưng mà ít hơn, cho nên mình không có gắn cái tai nghe. Bữa nay là ngày thứ bảy, lên để gặp cả nhà vui chơi, chứ hôm nay không có tâm sự buồn nữa mà tâm sự vui, tâm sự được gặp gỡ cả nhà. Em đang đứng ngay chỗ cây hoa hoa anh đào của em, giờ là nó còn xác xơ cây lá chứ không có được có bông nữa. Cả nhà thấy em ốm hay mập nè? Nó không ốm mà không mập, vừa người đúng không? Ở nhà nhìn thấy em rõ không? Rõ nét không? Tính sợ trời mưa cho nên mình không có đi ở khu vực vùng nông thôn để quay cảnh bông hoa, sợ trời mưa tới chạy về không kịp, không có chỗ núp. Nhà của ai nấy ở, chứ trời mưa thì cũng ráng ướt mưa để dầm mưa để về nhà, chứ không có chui vô nhà người ta được. Đây ở bên này là cả nhà cũng biết rồi, cửa đóng then gài, không ai tới lui ai, giống như bên Việt Nam nhà này chạy nhà kia, hoặc là người ta có cái mái che là mình chui vô mình đục mưa. Ở đây không có, ở đây là cách nhà không có mái che, không có gì hết, mà cũng không có ai tới lui ai chơi hết. Khi nào mình muốn qua người ta thì mình phải alo, mà bắt điện thoại alo có nhà không, người ta nói có thì mình nói là mình qua nhà người ta có chút việc, chứ không phải là mình qua để mình chơi nha. Ở bên nước ngoài nó là như thế đó cả nhà. Cả nhà nghe tiếng gió không? Đó, lâu lâu là ông thổi một luồng gió tới để nó mát. Và bữa nay thì nó cũng không có lạnh gì mấy, nhưng mà cái luồng gió này thì nó hơi là se lạnh, chứ không có lạnh. Em đứng gần gần cho cả nhà mình thấy mình. Cả nhà mình thấy em không? Ngày mai mình cũng nói luôn cho cả nhà biết là ngày mai Chủ nhật là mình đi dạo ở ngoài Ông Quyên, ngoài thành phố, đi dạo chợ trời. Cái ngày phép của người ta là bữa nay là nó chơi phép rồi, nhưng mà ngày mai á là người ta họp chợ, người ta buôn bán những món đồ như cũ kỹ, để ai thích mua cái gì thì người ta mua, đồ mới lẫn đồ cũ đó. Thì ngày mai là mình đi ra ngoài mình chơi tới chiều mình mới về, chiều về mới là xem cho người này người kia được, chứ còn ngày từ 11 giờ rưỡi là mình đi rồi, mình không có ở nhà, mình ăn cơm ngoài đó luôn, mua đồ ăn ngoài đó luôn, đi với bạn. Thì lâu lâu mới có một cái hội chợ như vậy. Thì bắt đầu là tháng 9, thì ở trong khu vực nông thôn của mình ở vùng Văn Bê thì cũng có một cái hội chợ nhỏ, thì mình cũng buôn bán
mình bán này bán cái kia đủ thứ hết. Rồi mình sẽ để đặt cái máy quay và mình quay cho cả nhà mình xem cái hội chợ trời của vùng nông thôn. Nó không có lớn nhưng mà nó cũng vừa và cũng rất là đông người buôn bán. Thì mình sẽ đặt cái máy, mình quay hướng này xong mình quay hướng kia, rồi mình quay hướng nọ và mình quay cái đồ của mình đang bán. Thì mình quay như vậy để cho cả nhà mình các nơi được xem cái cuộc sống của những người ở bên Pháp. Mà cái khu của mình thì mình không có ai là Việt Nam nha, chỉ có một mình là người Việt thôi, chỉ có bà này, chứ còn ngoài ra thì người Pháp hết. Cho nên là cả nhà muốn kiếm một người Việt cũng không có đâu, cả nhà kiếm thì kiếm ở đây. Ở đây chỉ một mình thôi, không có người thứ hai nha cả nhà. Ở nhà nay thấy em diện không? Áo lửng nè nha, cho nên là nó sợ nó ló cái bụng ra rồi cả nhà cười đó. Cả nhà thấy mình mua đen không? Cu te chứ không phải là mua đen, quá cu te. Cả nhà ơi, ở Việt Nam mình cả bùng phát thêm. Buồn vì Việt Nam chứ không phải buồn gì ở đây, mà cũng không phải buồn chuyện gì, em buồn cho Việt Nam mình. Bây giờ nó càng bùng phát lên dữ dội. Bây giờ là Việt Nam mình thì sẽ đứng về thứ hai của Trung Quốc và thứ hai của nước Ấn Độ. Ấn Độ thì hàng ngàn lớp, phải không? Bây giờ tới Việt Nam mình là cái nước thứ ba, láng giềng thứ ba của Ấn Độ. Nó không chìm xuống mà nó càng bùng lên, nổ lên. Là vì sao? Là vì mình đi ra ngoài phải khẩu trang, hai cái bịt lợi và có đồ bảo hộ để không thôi cái không khí nó bám vào quần áo và nó bám vào tóc, rồi mình sẽ hít thở cái không khí đó, thì cái con virus đó nó vào cái lỗ mũi mình và nó xuống đây và nó nằm trong thời gian đó. Nó sẽ coi những cái bộ phận của mình mà cái gì mà yếu thì nó ăn vào đó. Cho nên là cả nhà bên Việt Nam nhớ là mỗi buổi sáng ngậm nước muối và là uống gừng, chanh, xả, bao nhiêu đó thôi. Nó không có tốn tiền nhiều. Mà cả nhà mình nếu mà có đau ốm cũng đừng nên đi bệnh viện, vì ở trong bệnh viện nó quá tải, không ai chăm sóc cho mình đâu, cũng không có oxy để thở đâu. Thà là ở nhà xông hơi, xả gừng, bỏ vô nhúm muối đó, mình xông mỗi ngày và mình tắm cái nước đó luôn, thì từ từ nó sẽ hết cái COVID đó. Chứ đừng bao giờ đi ra ngoài đi bệnh viện hay là báo với bác sĩ, đừng nên. Tại vì giờ bác sĩ không có ai làm việc hết, người ta cũng trốn hết rồi, chỉ còn trợ tá, nó không có y tá đâu, nó ở đó thôi. Chứ giờ là bác sĩ người ta cũng sợ, người ta trốn hết rồi. Cho nên cả nhà nếu có ai bị thì ở nhà tự mình chăm sóc mình và mình tự mình cách ly cái gia đình mình đó, mình ở trong nhà rồi để cho gia đình mình ăn, rồi người ta đi đâu hết đi rồi tới mình phiên mình ra ăn sao. Rồi ra ăn sao xong rồi mình uống một ly xả gừng chanh, uống vô một ngày uống 3 lần và xông hơi một ngày cũng 3 cử, và dùng cái nước đó để chúng ta tắm luôn. Nói chung là không bỏ một cái gì hết, chúng ta xông rồi chúng ta sẽ tắm, nhưng mà cái nồi xông đó xông nấu xông 3 lần, lần thứ 3 chúng ta hãy tắm nó xong rồi chúng ta mới làm một cái nồi xông khác,
mỗi một ngày cứ làm liên tục như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sức đề kháng của chúng ta nó sẽ khỏe lại và cái con virus đó nó sẽ bay ra hết. Mình uống cái nước chanh gừng vô thì cái con virus đó nó tự chết và nó tự cái đó là mình giải cứu cho mình, chứ không có bác sĩ nào, không có thuốc men, không có gì đâu nha cả nhà. Đó thì cả nhà cũng nên làm như cách mình chỉ dẫn. Và cái thứ hai nữa, nếu có thuốc vaccine thì cả nhà sẽ tiêm thuốc Pfizer. Việt Nam mình kêu vaccine nhưng mà ở đây ở bên Pháp này người ta gọi là Pfizer. Hãy tiêm vô, tiêm hai mũi cho nên cho cái con virus nó không có xâm nhập vào chúng ta nữa, chứ đừng sợ là chích vô thì sẽ có vấn đề gì. Không có đâu, đừng có nghe tin đồn, cứ việc chích đi. Bởi vì bây giờ ở nước ngoài người ta viện trợ, bên Mỹ người ta viện trợ cho Việt Nam là hàng triệu cái thuốc Pfizer, thì chúng ta hãy chích vô. Thì cái video mình làm đến đây thì cũng chưa biết bao nhiêu phút để mình xem. 11 phút rồi. 11 phút rồi. Cả nhà thấy em này xí soạn không? Xí soạn quá cu te phải không? cu te mà cu te dễ ghét nữa. Cả nhà mình thấy mặt mình là cả nhà mình ghét rồi, không có ai thích rồi, đúng không? Bữa nay ghi hình cu te. Cái nhánh cái cây dương liễu của mình mấy cái nhánh nó quẹt quẹt, nó ngứa. Nhưng mà cái cây này nó không có sâu bọ gì hết nha cả nhà, nó không có sâu, cho nên mình cũng không có sợ. Bữa nay mình chơi mình cuột tóc lên hết, tại vì tóc mình nó dài tới đây rồi, tới cổ rồi, cho nên để nó bù xù rồi kẹp hai bên rồi kẹp cái đuôi. Thì nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, nói về bên Việt Nam, còn ở bên Pháp cả nhà mình nghe tiếng máy cày không? Người ta đi cắt lúa đó cả nhà, người ta thu hoạch lúa đó. Tăng 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 tăng. Bữa nào mình ra đây nè, mình sẽ thể thao cho mình, chỉ cách cho cả nhà mình thể thao, mình sẽ thể thao cho cả nhà mình thấy, để cả nhà mình tập theo cái thể thao của mình. Thì về cái gì, cái bụng, cái eo cho nó giảm mỡ, hít vô rồi thở ra, mình sẽ làm cái cách đó cho cả nhà mình xem. Ở nhà mình nghe tiếng máy cày ở ngoài sau hè nhà mình không? Người ta hôm nay là trời như vậy là người ta đi thu hoạch lúa mì ở cả nhà. Thu hoạch lúa mì. Nay là ở ngoài sau mình là không còn bông gì hết nha. Không có bông, không có ghéo gì hết. Chỉ có còn cái bông giấy đây và cái ngoài kia là bông tú cầu. Còn ở trong đây thì không có bông gì hết nha cả nhà. Chỉ có mình là bông. Bông là đây, ta là bông. Bông xanh. Ở kia là bông hồng, ở đằng đó cũng bông hồng, ở đây là bông xanh. Đó, tiếng máy cày hại. Hướng này, hướng này. Hướng nào cũng có máy cày thu hoạch lúa. Lúa mì. Giờ mình chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà thứ hai. Tại vì mình đi ngày mai mình đi thì mình cũng có làm nhiều cái clip ở chợ trời. Người ta bán này, bán cái kia, bán cái nọ. Mình sẽ quay, mình quay tất cả hết rồi mình về, mình up lên.
để cho cả nhà mình xem cái cuộc sống bên bên Pháp của mình. Nha, giờ thì chào cả nhà hết nha. Nó cứ nó cò cò cò. Cò cò vô mắt. Cò cò vô mắt. Cả nhà mình xem cái bông của mình nha, bông giấy đó. Nhà thấy bông giấy đẹp phải không? Bông giấy của mình nè, bông giấy này nè, chứ không phải bông giấy của Việt Nam nha. Nó cũng giống như bông giấy của Việt Nam nhưng mà nó rất là đẹp, mà nó rất là thơm, nó thơm như như là dầu thơm vậy đó. Mình đứng ngay cây bông nào là mình đứng chết ngay chỗ đó, bởi vì tại sao hít thở cái hương của cái bông á, nó thơm. Ở cả nhà nghe nghe tiếng máy cày không? Ở về sau lưng mình á, mình thường đi cái đường đó đó, giờ người ta cắt á, gió thổi xù tóc. Vậy thôi, cái video của mình tới đây thì cũng dài rồi. Vậy mình xin kết thúc cả nhà ha. Kết thúc video, chứ quên không, kết thúc cả nhà xin lỗi. Xin lỗi cả nhà, xin lỗi cả nhà. Kết thúc video ở đây. Để vô, vô nhà. Over, bye bye. Bye bye cả nhà. I love you too much. À, giữa tem, giữa tem, chú là môn, YouTuber.